Rồi, xin chào quý anh chị, các bạn trở lại với chuyên đề cùng xe hơi. Dành cho anh chị nào xem lần đầu xem video thì kênh bên em là sẽ chuyên về báo giá xe mới, xe cũ và tình hình giá bán khuyến mại trong hàng tháng ở thị trường như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và một số tỉnh lân cận dành cho anh chị quan tâm. Trong video này thì em sẽ làm nhanh qua về chiếc Mitsubishi Astra. Astra của Mitsubishi thì là dòng xe sedan hai đầu, có thể nói là nó trên tầm hạng A và dưới hạng B một chút, nó ở giữa phân khúc. Thì xe này hiện nay đang bán với 3 phiên bản, giá thì cũng rất là mềm thôi. Niêm yết dành cho bản số sàn thì sẽ là 380 triệu. Lăn bánh dự kiến ấy, nó sẽ dao động vào khoảng 425 triệu. Thời điểm này thì gần như các bác sẽ được tặng đâu đó vào khoảng 2-3 triệu, thậm chí có thể xin là 5 triệu, và chúng ta có thể xin thêm một chút phụ kiện theo xe. Bán chính và bán chạy nhất thì đa phần là bản số tự động CVT, là chúng ta sẽ có hai bản nhé, 465 triệu với bản thường. Hiện nay thì giá bán đang giảm đâu đó vào khoảng từ 10-15 triệu đồng, tức là về khoảng tầm 450 triệu. Lăn bánh tại tỉnh địa phương thì sẽ dao động vào khoảng tầm 504-505 triệu nhé. Mình khuyến mại theo xe thì có thể là ngoài tiền mặt chúng ta có thể cân nhắc thêm một số phụ kiện như là kính sàn và camera hành trình. Phiên bản là cao cấp nhất là bản Premium CVT thì là 490 triệu đồng. Hiện nay thì cũng có mức khuyến mại tương đương với bản ở giữa bản CVT, giảm đâu đó vào khoảng 10-15 triệu. Thì chúng ta sẽ lăn bánh cao hơn phiên bản giữa một chút là 530-535 triệu đồng đó. Với anh chị mà mua xe lần đầu, chúng ta cân nhắc thì thời điểm này chúng ta có i10 này, xe hạng A thì nó rất ít, i10 Morning, và một chút chúng ta cố một chút thì sẽ có Astra. Xe này vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Đấy, thương hiệu thì nó thương hiệu Nhật Bản, đi thì rất tiết kiệm về xăng, đó là một số ưu điểm của cái đầu xe này. i10 hay là Kia Morning thì thời điểm này giá lăn bánh cũng khá là cao rồi, đâu đó cũng suýt soát Astra đấy. Nên là mình mua xe lần đầu có thể cân nhắc thêm cái Astra và lựa chọn như này, chúng ta gần như có thể lên phân khúc B trừ đó. Video nhanh về cái giá lăn bánh Astra tại tỉnh địa phương. Đấy, anh chị nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp qua video đang đi kèm, qua hotline đang đi kèm trên màn hình giúp em, để bên em báo giá cũng như là tư vấn chúng ta lựa chọn phiên bản cách tốt nhất nhé. Ở thời điểm này thì là cuối tháng 11 thì với cái xe nhập khẩu chúng ta sẽ thay VIN sản xuất, tức là năm sản xuất khoảng tầm tháng 2 đến tháng 3. Giá trước Tết thì càng sát Tết thì giá thường sẽ càng tăng, và tùy thuộc vào cái lượng xe về. Cá nhân em nghĩ thì đến sát Tết trước khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì có thể là cái khuyến mại sẽ co lại một chút. Nên mình đang có nhu cầu mua xe đi Tết thì có thể cân nhắc và lựa chọn sớm, để chúng ta có cái giá bán cũng như là cái chi phí bỏ ra một cách hợp lý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.